12 tuổi, Thụ đã thành thục mọi việc trong nhà. Bà Thiêm 90 tuổi, lưng đã còng đến vậy, nhưng vẫn phải tiếp tục gánh vác trọng trách trụ cột gia đình. Ông Phòng cũng 90 tuổi, ốm yếu, tai thì nghễnh ngãng gần như không còn nghe được. Buồn được ốm và ngủ với mẹ. Con không muốn điều gì nữa. Cô rơi đúng không? Rơi ba mà bởi vì mọi khi là mẹ nên con nên ốm ba, ốm mẹ thì chứ mẹ chỉ thấy ốm ba rồi. Thương cảm trước hoàn cảnh của ông bà già mất con, trẻ nhỏ mất mẹ, bà con chòm xóm cũng thường qua thăm hỏi. Nhưng Đức Thành là một miền quê nghèo nên sự giúp đỡ của những người xung quanh cũng chỉ mang tính chất động viên tinh thần. Tôi là nghĩ là cứ vận động cháu là cố gắng học đi. Thế cháu đừng có bỏ học mà rồi nữ đó cháu sợ rồi sau này cháu cũng sợ không có tiền mà theo mà học mà ba hà không có nói với tôi nữa. Mà tôi thấy ba với ông ấy thương thương, cháu cũng rất thương hại cháu, nhỏ quá. Bà Thiêm, ông Phòng, có mấy người con đều đi làm ăn ở miền Nam, không đủ tiền về thăm nhà thì nói gì đến giúp cha mẹ và cháu. Ngôi nhà chật hẹp đã quá cũ nát, nhưng ông bà không dám nghĩ đến chuyện sửa sang. Số tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi của ông bà để đảm đương cái ăn hàng ngày đã quá chật vật. Vậy nên, nỗi lo phải nghỉ học của Thụ hẳn rằng không thể khác được. Em còn có một nỗi lo lắng lớn hơn, luôn thường trực khi mà ông bà ngoại đều đã cao tuổi. Ốm đau là chuyện đương nhiên. Lỡ bệnh trở nặng thì biết xoay sở đâu tiền để chữa trị. Con chỉ sợ là ông ba mất, không có ai ở với con, cũng không có ai nuôi dạy con. Thụ phải gánh vác một nỗi lo quá sức so với tuổi. Tương lai của em sẽ đi về đâu? Sợ rằng em chưa học hết trung học cơ sở, đã phải nghỉ để kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình và ông bà đã già yếu. Cần lắm sự đồng cảm của những tấm lòng nhân ái để một em bé mồ côi có cơ hội được tiếp tục học hành. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình.
hãy tiếp tục hành trình sẻ chia và yêu thương cùng chúng tôi vào 21 giờ 10 phút tối thứ 6 tuần 1 và tuần 3 hàng tháng. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên website truyenhinhnghean.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.